Nay về nhà ngoại chơi nè các bạn. Nghe nói nước đang lên, cá nó ra ngoài ngoài cống á, nó quậy dữ lắm nè. Đi ra coi coi có. Đó các bạn. Trời ơi, thấy nó quặn không? Đó các bạn ơi, cá nó quặn nè. Đó. Đưa coi nè. Kia đi vô. Em lên nói nữa kìa. Chạy thử không á. Quá trời nó quặn rồi. Con chim kìa. Rồi con chim to. Con cò. Nắng quá. Con bay. Sao? Con bay. Con cò kìa. Ừ rồi. Rồi sao nó đi lấy chạy xong đi lấy đi. Đi. Đó, nó quặn kìa các bạn ơi. Thấy ham lắm á. Ủa. Quặn cá nhiều luôn. Ừ, đừng la lớn con, mày nhỏ. Đó. Mẹ. Đừng la lớn con. Ủa đó. Chúi chí đi vô là em đi. Cái nó bự quá à. Bự quá à, con thấy bự kìa. Ừ thì nó bự rồi, kệ nó đi, con đi ra là nó chạy mất tiêu á. Đứng đây coi thôi. Đó. Nè các bạn ơi, cái cống nè. Cống dẫn ra ngoài kinh nè, ngoài sông nè. Đó. Nước đang lớn á. Bạn thấy nước đang lớn không? Đó. Đi. Chia sẽ đứt ra. Trời ơi, nó nhảy kìa. Đó. Đó. Cá nhảy kìa. Cá nhảy kìa. Bắt cào cào. Đi bắt cào cào. Đi bắt à. Bắt cào cào. Thôi ở đây coi cá đi. Wow. 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 Đứng đây, đứng đây, đứng đây, đứng đây, dừng ba đem lại, dừng ba đem lại. Đây cả. Ui. Có cá kìa. Cá kìa. Cá kìa. Rồi, đi vô, đi vô, đi vô. Cá tôm. Quá. Bắt bỏ thùng đi về ngoài bỏ bọc lên cho. Nè. Dính cây. Quay còn. Con cá nè. Con lâu lâu phải không con? Rồi dính cây. Ừ. Con cá nè. Nghe nhảy kìa. Trời ơi quả ơi. Chú ăn không? Ăn. Ăn đem cho chổng nghe không? Dạ. Trời ơi. Quả ơi quá. Chà nghe nó dễ dàng lắm đó nghe. Ừ. Cá nó ra chú. Ra chú. Con cá đói nè. Đây đói nè. Nghe nhảy kìa. Đếm coi. Ba con. Ui. Ba con. Bốn con. Xuất ra chút. Con. Năm con. Hai. Sáu con. Ba con. Bảy con. Bảy con. Tám con. Bảy con. Tám con. Chín con. Mười con. Mười con. Tám con. Con. Dạ. Một con. Mười một con. Một con. 12 con. Con. 13 con. Lại nữa không? Vô. Nữa lại xích kỳ. Ui. 14 con. Hết con. Rồi. Đi tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục cá nữa. Nè con đội nón đây. Tiếp tục. Chọc đi. Để số đây anh bà.
rồi nón lá kìa, nhìn giống như cái nấm vậy. Ở đây có quặng không? Kìa nó quặng đâu quá trời. Xa quá. Đây quặng nhiêu đâu mà anh ba chạy. Đó kìa. Đó, đó quặng đằng đó kìa. Ừ, bánh quần chạy nó đi. Nắng không chú, ra đây nè con. Không. Ở nón đi. Nè. Chạy gắt đó mà còn chạy dính cỏ đó đó. Wow. Cá. Wow. Yo. Vô vô vô. Mấy con thôi. Trời đại cũng dính. Quá trời. Ủa nó đâu rồi. Vô. Chú xin nghe con. Nghe con. Trời ơi cái đó nó mập. Trời đại cũng dính nữa trời. Cái hàm luôn ha. Này đây. Con cá nó nhỏ quá hả không? Ăn cá nhỏ đó đi chia. Wow. Hai chài được nhiêu đây nè các bạn. Wow. Đi tiếp nữa. Nè. Ý là cái chày ra nó bị rách á. Mà nó không rách ra chắc hả? Có 30 con luôn nữa chứ. Sửa nón em lại chứ. Chứ ai sửa, sửa nón em lại em. Hả? Ờ. Ừ nhóc luôn kìa. Cá kìa, cá nhảy tưng tưng kìa. Nhóc con luôn chứ. Ừ. Ừ. Chạy nữa hả? Thôi dính cá không đem về mà chạy nữa không ngoại. Kìa kìa kìa. Wow wow wow. Thu hoạch, thu hoạch. Ôi, rớt rồi, rớt rồi. Mới rớt con rồi.
chài thứ ba. Chạy thôi. Chạy thôi. Ủa cá nào cũng bự thì mà. Rồi bỏ vô đi. Tao để tao cũng còn thuốc. Thuốc bán có 10 triệu á. Bự tới đó à, 2 tháng nữa bự lắm à. Được 3 con hả? À? Nãy vụ hết 2 con rồi, chạy gách tùm lum. Rồi xong, kết thúc chương trình. Thôi đi. Thu hoạch 3 chài. Được kêu cá đây. Cá mập mập không luôn á. Cá thấy ngam quá các bạn ơi. Cá đói mập quá. Ba chài mà cỡ 20 ngoài con cá. Cá nâu, cá đói. Mình cái chài nó gấp dữ rồi, con thấy nãy chài. Nó gấp không nói gì, cái gì nó sức cho rồi gì vậy á. Chứ rồi. Một coi. Nó rớt ra mấy con rồi đó. Thấy ham quá. Thôi. Con vô nhỏ cho 4 giờ rồi đó. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye.